quà sẽ được lên TV cơ. Thấy ở đâu thế? Thì em thấy sếp trên kênh Thế Giới Động Vật chứ đâu. Muốn vỡ alo. Ao 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 ao. Sắp sinh nhật có món quà cho em đây. Ồ, gì thế sếp? Quà cho em đây. Đi có việc đây. À, đi phá một mình. Cho em theo với. Ra ngân hàng chuyển tiền. Thấy túi gì không? 3 tỷ đấy. Nhiều thế, sếp sao không chuyển khoản cho Lệ ạ? Sao mà chuyển hết 5 tỷ em còn chuyển được? Chưa nói gì đến 3 tỷ của sếp. Giờ chuyển được luôn không? Mọi lúc, mọi nơi, online 24/7. Cả đừng có mà bốc phét. Đủ nhà quê, ngân hàng nào cũng chỉ trong một lốt nhà kể cả ngân hàng Motobank. Sếp, để em tải app rồi chuyển luôn cho nó. Ui, chuyển xong rồi, nhanh quá. Thôi chờ. Sếp có thấy tên với lại quen quen không? Thằng hung thú.